Đó, các bạn nghe con quốc nó kêu không? Nguyên cặp luôn nha các bạn. Thấy con nậu nó rồi. Nó kêu dưới sông này các bạn. Nên coi chỗ nào mát mát mình đặt xuống nha.
sẽ bố trí hai mồi đây nha các bạn. Hai con mình đặt quá sát mà không biết kêu hay không nữa. Hai con đụng nhau luôn nha các bạn, thấy mặt luôn nha. Còn nữa thôi á.
lụm đầu con thôi nha các bạn. Dễ dễ làm. Tách con trống ra thì con mái quắt mà không nhúc nhích. Nói con mái này bớ ghê thiệt. Để mình xách lên trên luôn nha. Trống mà lem đen thui vậy các bạn. Rồi mình gỡ luôn nha các bạn. Trống mặt lem đen thui vậy. Còn mái quất bên á. Còn đại ca nào quýnh bên kia nữa các bạn. Bên kia xong nữa. Hay nha. Rồi cái clip này mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha. Còn cái giò nó hả? Đến qua anh coi thứ quốc thú nào bên đó các bạn. Mời quốc thú cũng quốc vậy đó các bạn. Quýnh bên kia xong nha.